Ok rồi. À, vậy là lần trước là khi mà mình phục hồi cây, mình nghi là tiến trùng. Thì một bên là dùng volume của Bayer hay? Gọi là liệu pháp hóa học đi. Làm hóa học. Còn một bên là dùng liệu pháp hữu cơ từ Aroma Tây Ban Nha. Khác biệt là rất rõ rệt là cây phục hồi này, lá xanh dày, cành cao hơn. Và quan trọng là khi dùng liệu pháp hữu cơ, mặc dù lá rất là tốt như thế này, bông to như này nhưng không có tăng tỷ lệ bệnh lên. Ví dụ khi sử dụng các loại sản phẩm dưỡng ở trên thị trường thì ngoài tốt cây, to lá này, mập bông, mập cây thì lại rất dễ bị các loại nấm bệnh gây rụng lá. Hôm bữa là anh sử dụng cái liệu pháp của Tây Ban Nha. Mình hai lần này, mấy anh chỉ hai lần này, tới hai lần này. Hai lần ha? Yeah. Sau khi nó tốt này thì anh thấy rằng cái tỷ lệ lá bệnh nó có bị tăng lên không? Thì cũng bình thường anh. Bình thường luôn chứ nó không phải là tốt mà nó lại dễ bệnh ha. Yeah. Mà là tốt thiệt luôn. Yeah. Nếu mà nó tốt như thế này mà là không bệnh thì nó quá quý rồi. Nhưng mà cây này nó lên cao đấy thì mấy là bệnh. Cái cây này nó lên bình thường mà. Bông to mập đẹp, cánh dày, màu sáng. Anh thấy bông này nó có bự hơn so với cái kia? Bông thì cũng được, bởi trước thì cái nụ bông thì nó nhỏ hơn, bây giờ thì nó lớn hơn. Cái này nói chung thì cũng tốt hơn cái kia. Bên đây lá ra rất là nhiều, xanh, to, dày, bóng. Nó mở lá ra nhìn đảo không? Bông này với bông này nó giống nhau hả? Giống nhau nhưng nó lên màu á. Dinh dưỡng nhiều nó phải đẹp màu, nó phải đãi hơn chứ. Ừ, cái màu bông bên đây thì nó hơi nhạt. Bên đây thì màu nó lên này. Đủ sức nữa là nó mở gà. Lên màu lấy cái kali luco. Đúng rồi. Còn ở bên đây thì sử dụng liệu pháp hóa học của Bayer, bổ sung sản phẩm kích rễ nữa thì cây ít lá hơn, lá nhỏ hơn, độ xanh thì kém hơn một chút, bông không mập bằng, cây ốm hơn, lá nhỏ hơn, thưa lá hơn. Cái chiều cao cây thì bên đây nó thấp hơn, bên kia cao hơn, ít lá nhỏ. Đây là có khác biệt. Khá nhiều luôn nha. Bên đây nó thừa thớt rồi, nó ôm tầm bên đây rồi. Với hoạt chất đặc biệt, công nghệ tiên tiến nhất của Tây Ban Nha, giải độc và ức chế tuyến trùng nội sinh, tuyến trùng ở bên trong. Với sử dụng liệu pháp đầu tiên mà cây đã phục hồi cực kỳ tốt như thế này. Tiếp theo sẽ là sản phẩm kích rễ, canxi bo, cũng như là kháng sinh thực vật ngừa bệnh của công ty. Tất cả 100% đều chiết xuất từ thực vật, cho nên cây cực kỳ dễ hấp thu. Các loại dinh dưỡng được đưa vào trong tế bào tảo nước ngọt khi phun lên trên lá hoặc là tới gốc. Khi tiếp xúc thì tế bào tảo nước ngọt sẽ truyền dẫn dinh dưỡng theo cơ chế liên bào qua cầu nối tế bào. Giống như thụ thể thì cây sẽ hấp thu ngay.